Mến chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay chị có về một số đồ gồm có đồ đồng nha, tranh tàu xưa, bàn ghế và tranh lớn cận ốc để giao lưu với cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Đây là mã số 1A đầu tiên. Em còn được 3 cái mâm nha cô chú anh chị mình ha. Đó, mã số 1A. Đó là đây, cái tích này rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó, cái tích này là Thiên Hạ Thái Bình. Đường kính mâm từ đây qua đây là 5 tấc 2, trọng lượng nặng là 1,2 kg. Đó, đây có giá là 1.100.000 em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Rất là đẹp mà em bao luôn đánh bóng luôn nha. Đó, em bao đánh bóng cho cô chú anh chị mình luôn, đánh ra nó như bộ lưu đồng mà của mình vậy đó, nó sáng hới à. Đây em đo hạ qua cho cô chú anh chị mình xem nha, 5 tấc 2. Đó, đường kính mâm là 5 tấc 2, trọng lượng nặng là 1,2 kg. Đó, giá là 1.100.000 em bao ship toàn quốc nha. Đó, mã số 1A. Đây là cá dưới chăn nha. Đó, cô chú chị mình xem giùm em. Đây tới Thiên Nga Hồ Sen. Thiên Nga Hồ Sen nha cô chú chị mình ha. Đó. Em còn có 3 tích này thôi. Đó, cô chú chị mình thích tích nào thì mình chọn vào tích đó nha. Rất là đẹp. Đó, liền lạc lành lặn luôn. Đó, đây, một cái là 100.000 bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Số điện thoại của em là 0939 806464, đó là số Zalo và Facebook nha. Mã số 2A. Đó chính là một cây cân giá, trọng lượng nặng 1,3 kg. Đường kính giá cân là 2 tấc 2. Đây cô chú chị mình xem giùm em nha. Đó, đây. Đó. Rất là đẹp, liên lạc lành lặn luôn. Đó, cân là liền lạc lành lặn cho cô chú anh chị mình luôn nha. Chỉ có cái phen này nè là phen zin của nó luôn nha, nhưng mà nó là bằng sắt. Đó, có sao là em nói như vậy nha. Còn tất cả dây xích giá cân đều là bằng đồng hết, liền lạc lành lặn luôn. Trái cân cũng là bằng thau luôn nha. Đó, đồng thau luôn. Trọng lượng nặng 1,3 kg, em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn với giá là 800.000 em bao ship toàn quốc nha. Đây. Đó, mã số 3A. Đó chính là ai túi tị. Đó, túi tị nằm trên đống vàng nha cô chú chị mình ha. Mã số 22. À, mã số 3A. Trọng lượng nặng là 2,2 kg. Rất là đẹp. Chiều cao là 2 tấc 2. Chu vi cục vàng này á, là nó 3 tấc rưỡi nha. Đó, liền lạc lành lặn luôn. Chất liệu bằng đồng. Em giao lưu với cô chú chị mình luôn. Có giá là 1,5 triệu. Em bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Bao đánh bóng luôn. Mã số 4A. Đó chính là một song chầm nha. Đó, gồng lượng kỳ lân hồi đầu nha, rất là đẹp. Cô chú chị mình xem cho em một vòng, trọng lượng nặng là 800 gram. Đó, chiều cao là 1,5 tấc, đường kính miệng song chầm là 9 phân. Đây, cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 1,000,000 bao đánh bóng cho cô chú anh chị mình luôn nha. Số điện thoại của em là 0939 806464, là số Zalo và Facebook nha. Mã số 5A. Đó, thuận bùm xuôi gió nha cô chú anh chị mình ha, rất là đẹp. Chiều dài là 2,5 tấc, bề ngang của nó luôn á là 9 phân, chiều cao là 2,4 tấc, thuận bùm xuôi gió, thuyền gồng mà thuận bùm xuôi gió luôn nha, rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó, đây, cái này cũng giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 2,2 triệu bao đánh bóng luôn nha, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Mã số 6A. Một cây cân đòn. Đó, chất liệu bằng đồng, trọng lượng nặng là 3,2 kg, chiều dài 70. Đó, đây cây cân đòn nha quý chú chị mình ha, liền lạc lành lặn luôn. Đó, đây rất là đẹp, chất liệu là bằng đồng. Đó, có giá là 1,300,000 bao đánh bóng cho quý chú chị mình luôn, mà bao luôn phí ship toàn quốc cho quý chú chị mình luôn nha. Mã số 7A. Một chục cái dĩa con gà. Đó, dĩa con gà Nam Bộ xưa, hoa văn vẽ tay, rất là đẹp. Đây, cô chú chị mình xem giùm em nha. Hoa văn vẽ tay. Đó, không chê được chỗ nào hết. Chục dĩa con gà này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, em bán rất là nhiều rồi. Đó, có giá là 500.000 bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn nha, một chục cái. Số điện thoại của em là 0939 806464, đó là số Zalo và Facebook nha. Đây, tới em có cặp nai nha cô chú chị mình ha. Đây. Đó, con này nó bự quá, đứng bàn quay em không vừa nha cô chú chị mình ha. Đó, để em quay dịnh như gì cho cô chú chị mình xem đi.
rất là đẹp đó, mã số 8A. Để em đo thử coi nha. Chiều cao tính từ cái đầu sừng trở xuống tới chân luôn là 89, cái số rất là đẹp nha. Chiều dài của nó luôn từ ức, từ cái ức con nai cho đến cái đuôi của nó luôn là 4 tấc 8. Hoành bụng của nó, để em đo thử coi nha, hoành bụng là 47, chất liệu là bằng đồng đó. Đây, trọng lượng nặng một con của nó luôn là 10 kg, cặp này là 20 kg đó, rất là đẹp, liên lạc lành lặn luôn nha. Cặp này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 15.500.000, 15.500 em bao phí ship toàn quốc mà bao luôn đánh bóng cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, để dưới đi đó. Đây tới cặp lớn hơn nha, đó cặp này cũng chất liệu là bằng đồng luôn nha cô chú anh chị mình ha, mà nay này là nay bọng nha, không có đạt. Chiều cao là 1m2, từ đuôi cho đến ức luôn là 59 đó. Bụng con nai này là 62 đó, liền lạc lành lặn luôn, chất liệu bằng đồng đó. Nay thì tôi còn gọi là tùng lộc nha cô chú anh chị mình ha, mang cho đến tùng lộc cho đến cho gia chủ nha. Đó, mình của nó thì toàn là bông mai không mà rất là đẹp đó. Cái này là em bao đánh bóng cho quý cô chú anh chị mình luôn đó. Cái đó chim miếng mớp vô nó mới đứng đó. Đây, con này là một con là 20 kg đi. Nói chung là em bao cho tầm 20 kg trở lên, dưới 20 kg trả lại cho em nha. Nó tới 20 mấy kg nhưng mà em bao 20 kg trở lên, liền lạc lành lặn luôn, không có đắp giá bể mẻ chỗ nào hết, rất là đẹp đó. Cái này là em bao đánh bóng luôn, cái này là một cặp nha, con đực con cái, mã số 9A. Em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 31 triệu, 31 triệu em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn, mà bao luôn đánh bóng luôn nha. Số điện thoại của em là 0939 80 6464 đó là số Zalo và Facebook. Em tên Triệu ở tại khu vực Quảng, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Mã số 10A. Đó, tới em còn mấy cái đồng hồ mắt bò nha. Đó, hai nồi gông nhện rất là đẹp, hàng liên lạc lành lặn luôn, máy là em bao không tu dồ. Thứ nhất, thứ hai cái nữa là em bao cho cô chú anh chị mình luôn là máy là còn riêng nha, rất là đẹp, bao xài. Chiều cao là 4 tấc 8, bề ngang cũng là 4 tấc 8 luôn đó. Cái này thì mặt kiến nó sẽ bị bể rồi, cô chú anh chị mình có giao lưu với em thì em sẽ cắt cái tấm kiến khác để gắn vô đó cho cô chú anh chị mình xem và biết nha. Rất là đẹp, hàng liền lạc lành lặn luôn, mặt số là la mã nha cô chú anh chị mình ha, số nó rất là la mã, gông là gông nhện. Đây đó, đây là chìa khóa lên cốt luôn, vẫn còn đầy đủ hết trơn. Nói chung là em bao xài rất là đẹp, hai nồi đó. Tuổi đời của mấy cái này thì nó cũng tầm khoảng có chừng 40-50 năm trở lên hết trơn rồi đó, không có dưới nha cô chú anh chị mình ha. Đây còn rất là xài chạy rất là tốt, cái này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 4.200.000 em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook nha. Đó, mã số 11A, chiều cao 5 tấc 7, bề ngang nha, để em đo bề ngang cho quý cô chú anh chị mình xem là 4 tấc rưỡi nha. Đó, đây, cái này nó cũng còn liền lạc lành lặn luôn, số la mã đó, mặt số là rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha, chưa chùi rửa luôn. Nói chung là cô chú anh chị mình có mua thì chúng em sẽ vệ sinh lại sạch sẽ đó. Nồi này nồi lớn nha, gông này gông nhện lớn rất là đẹp đó, mặt số là mặt men la mã gông nhện luôn đó. Đây còn liền lạc, khá là liền lạc. Cái này em giao lưu với quý của chú anh chị mình luôn, cũng là hai nồi luôn nha, có giá là mã số 11A, có giá là 5 triệu, em bao phí ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn nha. Số điện thoại của em là 0939 80 6464, là số Zalo và Facebook luôn. Em tên Triệu ở tại khu vực Quảng, phường Thới Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Mã số 12A, đó là một còn một bộ chanh đá rất là đẹp luôn nha. Đó, chiều dài bức chanh là 1m2, bề ngang là 3 tấc 7, chanh đá tàu xưa thập niên 90, cái tích của nó tức là cầm kỳ thi quả nha, rất là đẹp, cầm kỳ thi quả nha quý chú chị mình ha. Đó, mã số 12A. Đó, đây cây là mà cây gỗ này là gỗ thường thôi nha quý chú chị mình ha. Đó, gỗ này là gỗ thường thôi nhưng mà nó cũng chống được mối mọt, không có mờ ăn nha.
Đó, cái tích là cầm kỳ thi họa rất là đẹp. Đó, đây. Bộ này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn. Còn một bộ duy nhất em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn có giá là 4.900.000. Bao phí ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Số điện thoại của em là 0939 806464 là số Zalo và Facebook. Đây tới em có một cái ghế nha. Đó. Đó, ghế này thì tuổi đời tầm khoảng chừng 20-30 năm trở lên. Những cái đố bên đây. Đó, nguyên cái dàn đố của nó đều là cẩm lai hết. Cẩm này là cẩm xưa nha cô chú anh chị mình ha. Đây, lưng bề ngang đo trên này là 57. Từ tay vịn bên đây qua tay vịn bên đây luôn, phủ bì là 71. Đố là bằng cẩm hết, tất cả những cái đố này là em bao, nếu không phải cẩm trả lại cho em không mất 1.000 phí ship. Còn những cái thẻ này là bằng chắc. Đó, thẻ này từ trên xuống dưới luôn đều bằng chắc hết. Nó chắc với cẩm nha cô chú chị mình ha, rất là đẹp, liền lạc, lành lặn luôn. Đó, còn này là bố, này là bố Mỹ nha. Đó, bởi vì xài mấy chục năm rồi nhưng mà vẫn còn tốt. Đó, vẫn còn xài tốt, bình thường không gì hết nha. Đó, em bao cho cô chú chị mình luôn. Đó, toàn là cẩm với chắc. Đó, còn nếu mà về cô chú chị mình kiểm tra lọt cây khác vô, cây tạp vô, thì cô chú chị mình trả hàng lại cho em hoặc là không nhận hàng, không mất 1.000 phí ship của cô chú chị mình nha. Đó là em bao là đồ xưa. Đây, cái này em giao lưu với cái ghế này, em giao lưu với cô chú chị mình luôn, cũng có giá là 28 triệu. 28 triệu bao phí ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Số điện thoại của em là 0939 806464, đó là số Zalo và Facebook. Đấy, em có một bộ trường kỷ. Đó, trường kỷ tay cuốn nha, rất là đẹp. Tay cuốn sách nè cô chú chị mình ha, liền lạc lành lặn luôn. Bề ngang tay cuốn này để em đo hạo nó thử coi nha, là 1 tấc 2. 1 tấc 2 là từ đây qua đây nha. Chiều dài tay cuốn là chiều dài của nó luôn là 51. Đó, liền lạc lành lặn luôn. Cái này là em bao cho cô chú chị mình gõ đỏ nha. Đó, cây nào em bao thì cô chú chị mình cứ yên tâm, nói chung là hàng bên em. Đó, em đưa ra một cái giá thì em có thể để tỷ như cô chú chị mình xài một thời gian không thích nữa thì có thể để lại cho em. Đó, em cũng vẫn nhận lại cho cô chú chị mình ha. Còn những cái tích này là hoa văn đục. Đó, một miếng của nó liền nha cô chú chị mình ha, chứ không phải là cái miếng khung nha. Đây, cái miếng sau là miếng lưới, đúng không? Đục kiểu khung lưới đồng tiền. Miếng trước này á là người ta chạm cái tích người rất là đẹp. Cái tích bên đây á là cái tích này là cầm kỳ thi họa. Còn cái tích bên cái tích ghế của nó hình như là ở Vinh Quy Bái Tổ hay gì đó, cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Đó, tại vì có nhiều cái em biết, nhiều cái em không biết nha. Chiều cao từ cái vách lưng ghế trở xuống tới đất luôn. Đó là 82. Đó, mặt đế ghế ngồi là 4 tấc 8. Chiều dài từ cái tay vịn bên kia qua tay vịn bên đây luôn là 2 mét. Chiều dài 2 mét nha. Chiều dài cái bàn là 1m92, là 3 cái nhập lại nha cô chú chị mình ha. Đó, lưu ý giùm em cái chỗ đó. Bề ngang mặt đôn là 5 tấc 3. Đó, bề ngang ba cái đôn với hai cái bàn này nè, một cái bàn hai cái đôn. Đó, 5 tấc 3 nha cô chú chị mình ha, rất là đẹp, liền lạc lành lặn luôn. Rất là dày nha. Đó, cô chú chị mình xem giùm em một vòng đi. Mặt bàn cao lên để em đo thử cái nha. Mặt bàn cao lên là ta 79 nha cô chú chị mình ha. 78 à, số thần tài. Số địa 78 rất là đẹp cho cô chú chị mình ha. Chiều dài là 2 mét. Bộ này nặng lắm nha cô chú chị mình ha. Ghim ra ngoài thế này. Đó. Đây cô chú chị mình xem giùm em nha. Hai người ghim là hơi bị quằn tay á. Liên lạc lành lặn luôn. Cô chú chị mình xem những cái dân cây giùm em. Đó. Rất là đẹp. Cái này chạm này khoảng cỡ dày lắm nha. Đó, chạm nó rất là dày dặn. Liên lạc lành lặn, không có bị bể mẻ đắp giá chỗ nào hết. Đó, đây bao cho cô chú chị mình là gõ đỏ luôn nha. Đó, rất là đẹp, mình nằm cũng vẫn được, mình ngồi cũng vẫn được luôn. Đó, đây đó, em vệ sinh lại cho cô chú chị mình ha. Bộ này em giao lưu với quý cô chú chị mình luôn, cũng có giá là 43 triệu. 43 triệu em bao phí ship cho cô chú chị mình ha, là 1.000 cây số.
43 triệu bao phí ship 1.000 cây số nha. Đây của chú chị mình xem bàn giùm em. Đó. Em chưa vệ sinh luôn, tại vì á nhiều khi người ta cất nhà mới lại rồi người ta để mấy năm nay người ta không có sử dụng, bởi vì bụi nó còn rất là nhiều. Trên đây thì em vệ sinh bụi được một miếng này nè, còn dưới chân này là chưa có vệ sinh luôn, còn bụi còn rất là dày. Đó, nhưng mà em bao cho quý vị mình luôn, không có mối mọt ăn. Thứ nhất, thứ hai cái nữa là liền lạc lành lặn luôn nha. Đó, rất là dày. Đó, 42 triệu bao phí ship 1.000 cây số cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. Mã số 14A. Mã số 15A. Mã số 15A là một bức tranh. Tranh này hai người ghinh lại quàng tay nha. Đó, đây. Vô vô. Đó. Đây của chú chị mình xem giùm em nha. Ốc thì rất là đẹp, ốc là 7 màu. Em bao là đồ rất là đẹp luôn nha. Cây là bằng gỗ đỏ. Đồ này em bao tuổi đời trên cho cô chú chị mình luôn là tầm từ giá là 2-30 năm trở lên chứ không dưới. Chiều dài là 2m15. Chiều dài là 2m15 nha. Em đo chính xác cho cô chú chị mình luôn nha, chiều dài là 2m15. Chiều cao là 1m04. Chiều cao là 1m04 nha. Cây là bằng gỗ. Rất là dày dặn luôn. Đó, bao xưa cho cô chú chị mình luôn, bà bao là bằng gỗ đỏ luôn nha. Liên lạc lành lặn luôn. Đó, cái tích của nó tức là tùng hạt nha cô chú chị mình ha. Đó. Tùng hạt á, thì cái tích tùng hạt này thì cô chú chị mình đã biết rồi, là nội dung của nó là trường thọ, là luôn luôn nào là mình trường thọ nha. Đố dày 5 hơn. Đó, cây này á, này là đặc nha cô chú chị mình, hàng này hàng đặc nha. Đó, này là 5 phân. Đó, đây rất là đẹp, không có bị bể mẻ nứt chỗ nào hết. Liền lạc lành lặn luôn bằng gỗ đỏ. Đó, xây cái mặt sau cho quý của chú anh chị mình xem cho nó rõ. Hai người ghinh là rất là quằn tay nha. Quay lại. Đó. Em đo chính xác cái chiều dài, chiều ngang của nó cho quý của chú anh chị mình xem rồi đó nha. Đây. Mặt sau này hàng đặc. Cô chú anh chị mình để ý giùm em. Đó, khi mà nó đã làm cái này, nó kẹp vô thêm một tấm lưới nữa. Đó, một tấm giấy mùng mà giấy mùng ngày xưa của mình đó. Đó, để làm chi cho để cho nó giả tự nhiên nó giữ được lại cái độ dáng của nó nha. Nó khít nó rất là đẹp. Đó. Rất là liền lạc lành lặn luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó. Đây, quay ngược lại cái kia. Này là em chưa vệ sinh luôn, tại vì em mới về hôm qua. Chưa có vệ sinh lại cho quý cô chú anh chị mình nha. Chiều dài là 2m1. Bề chiều xuống của nó luôn á là 1m05. Dài là 2m1 nha cô chú anh chị mình ha. Đó, bằng gỗ đỏ. Cẩn ốc rất là đẹp. Mã số 15A em giao lưu cho quý cô chú anh chị mình luôn, có giá là 30 triệu. 30 triệu em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. 30 triệu bao phí ship toàn quốc luôn. Đó, còn nếu mà cô chú anh chị mình ở gần thì chúng em sẽ bớt lại tiền ship chút đỉnh nha. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn các cô chú anh chị mình trong thời gian qua đã ủng hộ clip của Thanh Triệu rất là nhiều. Thanh Triệu trân trọng cảm ơn và cảm ơn.